Các con thân mến, hôm qua chúng ta đã học tới phần số 6 của chương 1. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, cùng khóc khuyên, đánh không giận. Ở đây là chúng ta học tới cách khuyên can cha mẹ. Tuy nhiên thì để chúng ta có thể khuyên được cha mẹ, nó không phải là cái việc mà chúng ta nói là có thể làm được. Bởi vì thực tế thì tất cả chúng ta ở đây đang là con của cha mẹ, đang hàng ngày nhận sự dạy bảo của cha mẹ. Chúng ta đang học cái tâm hiếu, học cái tâm kính, học cái tâm hiếu thảo cha mẹ, học cái tâm kính trọng đối với cha mẹ. Các con thấy cũng là khuyên nhưng không phải khuyên ở miệng. Hôm qua thầy có nói đó. Khuyên ở miệng nó rất dễ rơi vào cái trạng thái bất kính, trạng thái bất hiếu. Bởi vì khi mà chúng ta khuyên, chúng ta mở lời chúng ta khuyên, nếu mà chúng ta không phải là cái tâm thuần hiếu thì chúng ta sẽ rơi vào cái là bất kính, nhìn lỗi của cha mẹ. Các con xem cái tấm gương của Thuấn, cha mẹ rất là ngược đãi nhưng mà Thuấn vẫn là một tâm thuần hiếu, vẫn một cái tâm kính trọng đối với cha mẹ, vẫn là nhận lỗi về mình. Các con thấy ở đây cái đạo lý nó rất sâu, cái khuyên cha mẹ là không nói mà chỉ có hành động, chỉ một mực báo hiếu cha mẹ. Đây chính là cái cách khuyên tốt nhất, nó không gây ra tác dụng phụ, nó là bất kính, bất hiếu với cha mẹ. Cho nên cái đạo lý của lời khuyên thời xưa dạy rất là sâu sắc, nó không chỉ nằm ở cái mặt chữ này. Ở đây chúng ta chưa nói đến việc là khuyên cha mẹ. Trong đời sống của chúng ta thì cũng có những lúc chúng ta cũng phải khuyên thiện, cũng phải lập đức, cũng phải cùng nhau tiến bộ. Cho nên là nhất định là chúng ta cũng phải có những cái phương pháp để vào những trường hợp cụ thể chúng ta có thể khuyên. Thì ở đây đã có cái phương pháp cho chúng ta, đã có dạy chúng ta về cái thái độ khi khuyên như thế nào. Ở đây là nói là khuyên cha mẹ, khi cha mẹ có lỗi khuyên thay đổi. Cha mẹ hay bất cứ ai cũng vậy, khi chúng ta muốn cái hoàn cảnh môi trường sống chúng ta tốt lên thì chúng ta cũng phải khuyên. Ví dụ như là có người vứt rác ra đường, có bạn nói chuyện trong lớp, có bạn quay cóp bài trong lớp, có bạn không nghe lời thầy cô giáo. Trước mặt thầy cô giáo thì ngoan ngoãn lễ phép, nhưng sau lưng thầy cô giáo thì lại tỏ thái độ bất kính. Vậy thì với những cái trường hợp thầy ví dụ như thế thì nếu có thể thì chúng ta cũng phải khuyên bạn. Vậy thì chúng ta khuyên bằng cách nào? Thì ở đây nói là trước tiên là cái thái độ khuyên. Mặt ta vui lời ta dịu, đây là cái biểu hiện ở bên ngoài đó. Khi người đối diện mà tiếp nhận lời khuyên của chúng ta thì trước tiên người ta tiếp cận đó chính là cái thái độ của chúng ta. Cái lời nói của chúng ta có gay gắt không? Mặt mũi chúng ta nhìn có khó coi không? Chúng ta khuyên người ta mà giống như quát người ta, giống như mắng người ta, vậy thì chắc chắn là thất bại. Mặt thì hài hòa, mặt thì hiền hòa, vui vẻ, tươi tỉnh, lời nói thì dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng cái này ấy, nếu không khéo ấy, thì người ta cũng cảm nhận được. Đó là chúng ta đang dạy khôn họ, người ta cũng không nghe đâu các con. Mà quan trọng nhất nó không phải là cái biểu hiện bên ngoài, mà nó là phải là cái tâm chân thành. Chúng ta mong muốn bạn mình tốt lên, mong muốn những người xung quanh chúng ta tốt lên, thì nó tự nhiên nó sẽ biểu hiện ra lời nói và cái thái độ của chúng ta bên ngoài. Cái này thì có thể các con cũng khó hiểu, nhưng mà học lâu rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm chân thành, muốn bạn mình tốt lên. Có nhiều khi chúng ta muốn khuyên người ta nhưng mà chúng ta khuyên thì lại phản tác dụng, người ta lại ghét mình, người ta không thích.
Thế rồi chúng ta một lần khuyên không được, hai lần khuyên không được thì chúng ta nản chí, chúng ta không khuyên nữa. Thì như vậy như người xưa nói là đáng khuyên mà không khuyên thì bị mất người. Đáng khuyên mà chúng ta không khuyên thì chúng ta bị mất cơ hội khuyên người khác. Chưa đáng khuyên, chưa thể khuyên được mà chúng ta vẫn khuyên thì người ta không nghe thì là bị phí lời, đúng không? Mất thời gian, phí lời, mà có khi còn kết oán với người ta. Cho nên trước tiên ở đây là cái thái độ, cái mục đích của chúng ta là phải muốn cho bạn mình tốt lên, chứ không phải là cái mục đích của chúng ta là khoe với bạn là mình hiểu biết, khoe với bạn là mình giỏi hơn, tâm cống cao ngã mạn. Cái mục đích này là đã không tốt rồi thì nó biểu hiện ra cái thái độ, cái lời nói của chúng ta nó cũng không tốt. Mục đích là phải thuần thiện, là phải mong muốn mọi người tốt lên. Đấy, mong muốn cái hoàn cảnh, cái đời sống xung quanh ta tốt lên thì chúng ta mới thuyền. Mà thầy vẫn muốn nhắc lại chúng ta là cái khuyên bằng miệng nó mang đến cái hiệu quả tương đối thấp đó. Rất là khó mà đạt được cái hiệu quả như mong. Và bản thân chúng ta phải là người làm được, phải là một người nỗ lực để thực hành được. Để nói đơn giản, trong gia đình hai chị em với nhau hoặc hai anh em với nhau mà các con cũng khuyên em hoặc là em cũng khuyên anh là cũng đã khó rồi. Em làm chưa tốt mà em khuyên anh khuyên chị không được, mà anh chị làm không tốt thì nhắc nhở em khuyên em nó cũng không nghe. Nhưng mà khi mà chúng ta đoan chánh, ta thực hành đúng với đạo lý thì cho dù nhất thời nó chưa nghe nhưng mà sau đó tâm nó sẽ phục chúng ta. Đến là chính mình phải làm gương để khuyên người khác thì nó mới hiệu quả. Các con cũng thế, mà người lớn như các thầy cũng vậy. Khuyên bằng miệng mà mang lại hiệu quả là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta may mắn được học tập để chúng ta biết được cái cách thì chúng ta có thể làm cho cái đời sống ta nó tốt lên. Một mình chúng ta tốt thì chưa hẳn đã phải là tốt, những người xung quanh chúng ta cũng phải tốt cùng. Cho nên khi mà có những cái biểu hiện nó không phải, ví dụ như là có những bạn người ta vứt rác ra đường hoặc vứt rác ra lớp, vứt rác ra sân trường, thì bản thân chúng ta đã cúi xuống để nhặt, để bỏ vào thùng rác chưa? Thay vì cái việc là bảo là bạn ấy, bạn đừng vứt rác xuống sân trường, chúng ta cúi xuống, chúng ta nhặt, chúng ta bỏ vào thùng rác. Thì cái biểu hiện này của chúng ta ấy, làm nhiều rồi thì tự nhiên sẽ khuyên được rất nhiều người, không phải chỉ khuyên một người vứt rác đâu. Cái người vứt rác mà cứ thấy chúng ta đi nhặt rác suốt thì người ta vứt xuống người ta cũng ngại. Cái người chưa vứt rác, người ta nhìn thấy chúng ta nhặt rác thì người ta khi vứt rác người ta cũng ngại. Như vậy là chúng ta khuyên được cả hai đối tượng. Để bản thân chúng ta làm thì chúng ta sẽ khuyên được, còn chúng ta chỉ nói là chúng ta không được. Một cái nữa là chúng ta cũng phải tránh khi khuyên người, tức là khi chúng ta nhắc tới cái lỗi của họ thì phải chú ý tới cái sĩ diện của họ. Nói đơn giản như ai nói đến cái lỗi của chúng ta cũng không thích mà. Cho nên khi chúng ta khuyên bạn hay là khuyên ai đó thì chúng ta phải chú ý là phải khuyên ở cái nơi mà chỉ có một mình họ với mình thôi. Đừng có chỗ đông người rồi chúng ta rêu rao cái lỗi của họ ra thì họ sẽ oán chúng ta đấy. Yeah. Vì sao mà oán? Bởi vì họ mất cái sĩ diện của họ. Trừ hai trường hợp là cha mẹ và thầy cô thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà có thể nói lỗi chúng ta ra. Tùy theo những cái hoàn cảnh cụ thể thì có thể nói lỗi. Nói để chúng ta sửa mà cũng là cảnh tình những người khác. Nhưng mà bản thân chúng ta thì phải hết sức cẩn thận. Khi khuyên ai đó thì chúng ta phải chú ý là khuyên ở cái nơi chỉ có chúng ta với họ thôi, chỉ có hai người, đừng có rêu rao lỗi lầm của họ là chúng ta sẽ thất bại. Ở trong này nói là khuyên không nghe vui can thiết, có nghĩa là chúng ta đừng có mất niềm tin, đừng có mất kiên nhẫn, chúng ta phải kiên trì. Có nhiều khi chúng ta làm cái việc này để khuyên họ nhưng mà họ vẫn chưa nghe thì chúng ta đừng có bỏ cuộc. Ví dụ như là sáng chủ nhật thì ở đây cũng đã thành nếp rồi để cho các bạn đi nhặt rác.
mình không có làm khẩu hiệu là không được vứt rác, hay là cũng không có hô hào là các bạn đừng có vứt rác, mà chúng ta đi nhặt rác để làm gì? Để khuyên người ta đừng có vứt rác ra đường, khuyên người ta phải giữ gìn môi trường cho nó sạch sẽ. Làm một ngày hai ngày thì người ta làm sao mà tin, phải không nào? Hoặc thậm chí là chúng ta làm một tháng hai tháng chúng ta nghỉ thì người ta cũng không tin. Nhưng ở đây thì thầy và các bạn nhỏ đã dụng công 7-8 năm nay rồi, liên tục tuần nào cũng thế, cứ sáng chủ nhật hàng tuần là các bạn đi nhặt rác. Cho nên là mọi người nhìn thấy cái hình ảnh của các bạn đi nhặt rác mới đầu thì thấy lạ, nhưng bây giờ thì thấy quen rồi. Trước kia các con biết không, khi mà đi nhặt rác ấy, thì cái đoạn đường mà nhặt rác ấy, từ đây ra đến ngoài bờ hồ là rất nhiều rác. Nhưng bây giờ thì đi cái đoạn đường từ đây ra bờ hồ là gần như là bị thất nghiệp. Người ta dậy sớm hơn cái đội đi nhặt rác, người ta quét rác sạch rồi. Cho nên là các bạn nhìn thấy rác như nhìn thấy kho báu ấy. Tranh nhau, đông bạn mà thấy có một hai cái rác là tranh nhau để nhặt, bởi vì nó ít rác, người ta quét hết rồi. Nếu mà không dậy sớm mà quét thì cái nhóm đi nhặt rác đi qua là nó nhặt hết, nhặt cho vào thùng rác hết. Các con thấy không? Chúng ta khuyên người mà đâu có cần phải nói gì đâu, phải kiên trì để làm một thời gian thật dài như thế để có được niềm tin ở nơi người ta. Mình cũng không cần phải khuyên người ta đừng vứt rác một lời nào ấy, chúng ta cứ làm, kiên trì chúng ta làm như thế thì tự nhiên cái hiệu quả nó sẽ rất cao. Cho nên phải kiên nhẫn, không được bỏ cuộc. Khuyên mà một hai lần rồi người ta không nghe, rồi chúng ta nản chí mà bỏ cuộc, vậy thì chưa làm được cái câu là khuyên không nghe vui can tiếp rồi. Thì chúng ta khuyên họ mà thực sự mà cái lỗi của họ là bắt buộc chúng ta phải khuyên, khuyên gấp, chứ không là họ sẽ gây ra tai họa cho gia đình hoặc là cho mọi người. Trực tiếp khuyên thì chúng ta cũng phải biết cách. Chúng ta không chỉ bản thân chúng ta khuyên mà chúng ta cũng phải thưa với thầy cô giáo, thưa với cha mẹ, thưa với người lớn, để chúng ta có thể kịp thời ngăn chặn những cái việc làm mà người ta có thể gây ra cái tai họa cho mình. Các con cũng phải chú ý cái chỗ này. Ở cái câu cuối cùng là dùng khóc khuyên đánh không giận. Các con thấy cái tâm kiên nhẫn nó đạt được cái mức mà cao nhất. Thực sự là cái tâm chân thành của chúng ta muốn cho mọi người tốt lên, không muốn người ta phải sai lầm, thì chúng ta phải kiên nhẫn đến cùng, phải cố gắng thực hành. Mà cái chỗ này ấy, thì thầy nghĩ rằng là chúng ta, bản thân chúng ta phải phát nguyện học tập suốt đời, đúng không? Học tập và thực hành đạo đức suốt đời, chứ không phải là chỉ học cái giai đoạn mà các con đang là học sinh thì chúng ta mới học lên học phép tắc người con. Mà cho dù sau này các con không có cơ hội học ở cái lớp này nữa, vì thời gian nó như thế nào đó chúng ta không lên học được, thì bản thân chúng ta cũng phải phát nguyện học tập đạo đức và làm tấm gương tốt đời, để chúng ta khuyên mọi người, chúng ta khuyên bản thân mình hàng ngày, nhưng chúng ta cũng từ đó làm cho tấm gương để chúng ta cùng khuyên thiện, cùng lập đức để cho cái cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Thì ở trong lịch sử nó cũng có những cái tấm gương mà dùng khóc khuyên, bị đánh cũng không giận. Đây là cái tâm thuần hiếu của người con đối với cha mẹ, hay chúng ta là cái tâm chân thành của chúng ta đạt cái mức cao nhất. Thì chúng ta là người mà phát tâm học tập suốt đời, thì cho dù có bị người ta trách chúng ta, người ta chê cười chúng ta, người ta phỉ báng chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn giữ đạo để làm tấm gương cho người khác. Làm tấm gương người khác thì chúng ta là niềm tự hào của ông bà cha mẹ. Thì cái phần số 6 này về cái đạo lý của lời khuyên, hôm nay thầy chia sẻ đến đây, chúng ta cũng khép lại cái phần số 6 này. Chúng ta cố gắng học tập thực hành cho tốt để chúng ta có thể làm cho đời sống nó tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi ạ. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn tất cả bậc phụ huynh các con đã đến lớp. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.